sao âm a trong một số từ nó lại không còn như âm ban đầu ạ? Ví dụ như từ ankle và từ can. Và khi nào xảy ra những trường hợp đó ạ? Cho em biết cách đọc luôn. Đố các bạn biết đó là hai âm e bẹt trong hai cái từ mà bạn hỏi này có giống nhau không? Âm a mà bạn hỏi thì nó có cách đọc khá là linh hoạt, tùy thuộc vào từng vùng miền nữa. Về cơ bản thì mình thấy âm này có hai cách đọc, một là a i e a. Cách thứ hai đó là e, tức là cái âm e của các bạn nó dẹt và nó bè ra hơn một chút. Và giống như hai từ mà bạn hỏi, từ thứ nhất đó là từ mắt cá chân, ankle, thì cái âm a trong trường hợp này nó đọc như cái bản nguyên gốc luôn, đó là a, ankle. Còn trong cái từ can này thì người ta lại có xu hướng đọc là e, cái âm e nó dẹt và nó bè hơn một chút, can. Và theo như kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nhá, thì mình thấy rằng là nếu như âm a đứng trước cái âm cái âm trễ hình chữ n này, thì nó sẽ được đọc là e, đọc bè và dẹt ra hơn. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ không có chuyện đúng hoặc sai, và theo lý thuyết thì người ta cũng không đưa ra rằng là trong trường hợp cụ thể nào thì mình đọc là a và trong trường hợp cụ thể nào thì mình đọc là e. Và cái phần trăm người ta đọc là e, cái âm e dẹt ấy trong từ thì nó ít thôi, không nhiều đâu. Cái này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dựa vào cái trải nghiệm cá nhân thôi. Các bạn nghe nhiều thì các bạn sẽ biết được rằng là trong những trường hợp cụ thể nào thì người ta sẽ đọc là e, tại vì những cái trường hợp đấy nó ít thôi. Và mình có thể recommend cho các bạn một số những từ sau người ta hay đọc là e. Số 1 là từ can. Số 2 and. Và số 3 pan. Và như mình đã nói với các bạn là mình thấy là hầu hết nếu như cái âm a nó đứng trước cái âm thì nó sẽ được đọc là e. Để trải nghiệm học thử bằng phiên âm IPA miễn phí tại Fed, hãy tham gia nhóm Zalo, link ở đầu trang TikTok nhá. Video sau muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy comment về dưới nhá.